Singapore vừa cho thấy sức tăng trưởng kinh tế hết sức đáng nể, nhưng sự giàu có và sung túc đó dĩ nhiên không phải ai cũng có được. Bên cạnh những dữ liệu kinh tế lạc quan kia, khoảng cách giàu nghèo ở một trong những trung tâm tài chính của châu Á quả thật là một vấn đề đáng quan tâm. Những cuộc vui sang trọng, những hình ảnh hào nhoáng hoa lệ này là những gì người ta nhớ nhiều nhất về Singapore. Nhưng chỉ cần một vài bước chân, chúng ta có thể thấy một sự khác biệt rõ ràng. Những khu chung cư cũ, những người lao động vất vả, những căn hộ siêu nhỏ, chật hẹp và ẩm thấp. Họ dường như bị bỏ quên trong cái guồng quay của mức sống cao cấp, giá cả đắt đỏ của một trung tâm tài chính như Singapore. Ở Singapore rất khó để có thể tiết kiệm tiền. Một người lao động bình thường như vợ chồng tôi dù làm rất vất vả thì cũng chỉ đủ ăn. Giả sử vợ tôi nghỉ làm, tôi nghĩ gia đình sẽ khó mà xoay sở. Không thể phủ nhận Singapore là một cỗ máy đầy tiền, là nơi có hơn 101.000 triệu phú và có thể sẽ vượt London để trở thành trung tâm tài chính thế giới vào năm 2020. Nhưng mấy ai biết mức thu nhập trung bình của người dân ở nước có mức sống đắt đỏ thuộc hàng bậc nhất thế giới chỉ có chừng 2.400 đô la một tháng. Khó mà mua xe, mua nhà với chừng đó thu nhập khi giá nhà thì tăng hơn 60% kể từ giữa năm 2009. Còn chi phí cho một chiếc xe là khoảng 60.000 đô la. Với tình trạng này, dĩ nhiên chỉ số Gini, chỉ biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của Singapore đã tăng lên 2 điểm, từ 0,43 lên 0,45. Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, thường phải 20 năm chỉ số Gini của một nước mới tăng bao nhiêu đó, nhưng với Singapore thì chỉ có 10 năm. Điều này chứng minh sự bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của Singapore đang gia tăng nhanh chóng, hay nói khác đi là khoảng cách giàu nghèo đang ngày càng một được nới rộng.